Rồi, xin chào toàn thể tất cả anh em đến với kênh kẹo Gia Lộc PCP. Anh em mua hàng liên hệ trực tiếp qua đầu số điện thoại là 0865361321 và 0365365161 giúp em. Thì nhớ bên em là kẹo, bên em là không kiểm, không xâm hàng. Bên em thì chuyên kẹo khuôn, thì bây giờ hiện tại là em không làm khuôn nữa, chuyên kẹo thôi. Chuyên kẹo GFB. Váy dài váy ngắn đầy đủ luôn cho anh em từ 405 đến 635, hàng đều đẹp. Thì anh em xem video thì nhớ đăng ký kênh, like video ủng hộ shop. Anh em bỏ ra 1-2 phút xem hết cái video này, xem cái chương trình khuyến mãi như thế nào, đặc biệt một tặng một ra sao và cái mua cái gì được tặng cái gì nhá. Nhiều anh em mua còn chưa hết xem hết cái video, chưa xem hết một cái video. Đấy, chỉ xem cái đầu xem như thế nào một tí, chấm chấm một tí là xem như nào thì đã hỏi rồi. Nên là em rất chi khó trả lời. Anh em phải xem hết video nhá. Hết video, anh em mua loại gì, cần tư vấn như thế nào, xem hết video này, chế độ tặng quà như nào anh em nhé. Thì hôm nay nhà em có chế độ tặng quà là mua một tặng một. Một tặng một là những cái gì? Mỗi anh em mua hàng kẹo cao cấp bên nhà em thì được tặng kèm, mua hàng kẹo cao cấp được tặng kèm băng keo ngụy trang. Đấy, băng keo ngụy trang này là băng keo 3D, anh em mua ngoài là một cái loại này ấy, thì là 150 đến 170 là bao ship. Nhưng đối với nhà em là em tặng không cho anh em là băng keo ngụy trang, giá cực kỳ hấp dẫn, ưu đãi luôn cho anh em. Đấy, hàng giá rẻ. Đấy, thì băng keo ngụy trang này em sẽ tặng kèm khi anh em mua hàng kẹo cao cấp. Đấy, và tặng kèm thứ nhất là dây vệ sinh cành và cái mỡ tra cành anh em nhé. Đấy, thì đây là hai thứ này, ba thứ này em sẽ tặng kèm vào. Hoặc là khi anh em mua kẹo được tặng 1-2 lạng kẹo chì. Đấy, tặng 1-2 lạng kẹo chì. Thì hàng kẹo rẻ nhất bên em là hàng 350 một ký. Hàng này thì em chưa bao cướp vận chuyển tùy theo vùng miền của anh em. Hàng ngoại này thì bao test cho bác là 560m ăn lắp C2. Đấy, còn hơn thì tùy theo phụ thuộc vào cái cây củi của anh em. Còn cái chất lượng kẹo thì đảm bảo chuẩn chất lượng. Đấy, hàng đều. Đấy, 10 viên nó như một chứ không phải em treo đầu dê bán thịt chó anh em nhé. Đấy, hàng đều đẹp chất lượng, không phải treo đầu dê bán thịt chó như anh em biết nhé. Đấy, còn tiếp theo là em giới thiệu cho anh em hàng vải tầm trung, tiền trung, váy mỏng. Thì là loại này thì hàng chì nhập. Đấy, khi anh em mua hàng này thì em tặng kèm kẹo chì luôn cho anh em, phục vụ anh em. Đấy, thì loại này thì đều đẹp chất lượng, không viêm. Đấy, hàng váy mỏng này thì hơi khó bảo quản, tại vì nó dễ va đập, dễ méo. Đấy, nhưng hàng kẹo thì cực kỳ chuẩn, chất lượng. Chì mềm mà, em hiểu chưa? Chì mềm, đẹp, chất lượng, không viêm. Đấy, và tiếp theo là em giới thiệu cho anh em loại váy chung. Đấy, hàng cao cấp, hàng FX Agun. Thì loại này là hàng cao cấp rồi, nên em tặng băng keo ngụy trang. Đấy, giá cực kỳ hấp dẫn, là loại này 90m ăn lắp C2 và hơn 100m ăn vò. Đấy, đều đẹp chất lượng, không viêm, ổn định luôn cho anh em. Đấy, thì anh em nhìn thì anh em biết hàng đều đẹp chất lượng, không viêm, ổn định luôn cho anh em. Đấy, thì cái tiền nào của đấy mà anh em mua hàng gì thì là em gửi hàng cho anh em như thế. Hàng em quay quảng cáo như nào gửi hàng cho em như vậy. Anh em mua hàng liên hệ trực tiếp qua hai đầu số điện thoại này trên video giúp em. Muốn xem mẫu thì các bạn Zalo vào số 0365365161 giúp em. Đấy, cảm ơn các bác xem video. Xin chào bác và hẹn gặp lại anh em video tiếp theo.